già cả bác ơi. Ăn sâm chưa đủ nhiều nên chưa khỏe lắm. Nên ăn sâm nhiều thì bắt đầu khỏe đi nó mới. Nheo đồi nheo núi đốt, từ từ thôi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cố gắng không để đứt rễ. Càng nhiều rễ càng tốt. Biết làm thế nào? Không, cứ từ từ đó, cứ từ từ bình tĩnh đó. Anh em tôi đang đây kiểm tra cái củ nhỏ đó, cái củ sâm trồng này. Củ này cũng cơ bản tương đối, chắc cũng khoảng được nào. Loại 2, loại 3. Cái này cái mầm nó to quá. Để nó có hạt đi, xem cái nào nó vừa. Con ốc và con gì đây? Cái quả gì đây? Quả dễ. Tưởng là con ốc nữa, ốc gì dễ. Cái này cũng to này. Cứ mang lên xem thử. Bới rộng nha. Kiểm tra, nếu mà nhiều khi là ở đầu nó to, ở dưới chứ chắc đã to đâu. Đó, to rồi. Biết. Loại này chắc cũng phải khỏe lắm, lửa lạ một củ. Đấy đúng không? Đúng không? Bộ rễ này được. Ô, chả thấy tay mình đâu. Tay mình đâu? À đây. Khổ cái tay mình. Cái tay mình nó ấy quá. Làm gì ở bên này, bên nào trồng lại đây. Này à? Này nó bị, sao nó lỏng lẻo không nhỉ? Nó bị gãy á. Nó nhỏ chứ đó. Chỗ này nó nhỏ. Thấy không? Mình thấy rõ không? Mới nhổ một cái cục sâm là từ cái cục sâm mình gầm từ đã từ từ chứ à nhìn này đang đứng giữa vườn quay chỗ này nó không có nước nên không rửa được, mọi người thông cảm nhé. Có đất thì xem đất, có rễ thì xem rễ, có củ xem củ, nó chỉ có thế này thôi. Đất cái này nó sâm kia đâu, rễ nó chùm nhỏ nhỏ, sâm kia thì rễ nó to. Anh đang vũ sạch tí cho nó sạch đất, anh đang lắc nhẹ. Cái này được rồi. Quay cho mấy anh em cạnh cái củ sâm Ngọc Linh. Cái mắt này. Đây, rễ của nó nè. Mắt cho Ngọc Linh. Thôi được rồi. Còn được rồi. Củ này nó khoảng là 25 gram. Hoặc dưới 25 gram. Thế đấy. Cái này đem về chén nó luôn mình túi. Không chấm. Chọn củ nào chén nó ngon. Ngủ đông là không có nhổ lên. Bây giờ sâm nó đang ngủ đông hết. Anh em thì người thấy không? Toàn là nhìn thấy những cái lúa sâm thôi. Toàn một cái lá sâm nó chưa ngủ. Cầm hộ bạn, cầm hộ. Cái tay nó dưới cái này.